Chào các bạn, sau đây mình xin được hướng dẫn các bạn cách chơi Heavy Machine Construction. Đầu tiên các bạn nhấn vào New Game, bên trên là tên bạn, bên dưới là tên công ty bạn muốn đặt. Chọn Avatar, chọn logo mà bạn thích. Nhấn cờ zip file. Trước khi bắt đầu các bạn nhấn theo hướng dẫn, dấu chấm màu vàng. Cho xe chạy tới vị trí hình người màu đỏ, chờ cho game đọc hết giới thiệu, nhấn Accept. Cho xe chạy tới vị trí hình người màu đỏ, chờ cho game đọc hết giới thiệu, nhấn Accept. Chạy tới vị trí cây xăng, tắt máy, bơm xăng theo chỉ dẫn chấm màu vàng. Bây giờ chúng ta chạy xe theo đường dẫn tới chỗ nhận hàng. Re xe vào biểu tượng giỏ hàng, nhấn Enter, nhấn theo chỉ dẫn chấm màu đỏ.
lái xe tới biểu tượng mũi tên màu đỏ để nhận hàng. Nhấn Enter. Nhấn theo chỉ dẫn chấm màu đỏ. Lái xe lắp thùng xe vào, làm theo hướng dẫn chấm màu đỏ. Khi cho hàng lên, chúng ta chở hàng về nơi giao hàng.
nhấn vào biểu tượng gần chữ P, chọn cần cẩu để cẩu hàng xuống. Chúng ta đã hoàn thành xong một chuyến hàng. Để tiếp tục đơn hàng tiếp theo, các bạn nhấn vào dấu hỏi, chọn đơn hàng phù hợp, có xe và thùng hàng mình đang có. Để tiếp tục đơn hàng. Chọn xong nhấn Accept.